Ổ bánh mì ăn siêu to khổng lồ, nếu mà bình thường ăn phải 3 người mới hết nha mọi người. Là đây là một ổ bánh mì này là 800g. 800g. Chỉ với giá là 100k thôi. 100k bình thường mình bán. Wow, cái ổ bánh mì mình á, wow, quá ngon luôn. Nếu mà bình thường mà Thi nghĩ nha, cái ổ bánh mì này là để cho Tây ăn á, thì một ổ, nhưng mà Thi sẽ gắng cố gắng, Thi ăn từ sáng tới tối luôn mới hết ổ đấy. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay Thi đang đứng ở tại tòa nhà Bitexco. Thì bữa nay á, Thi sẽ rảnh rỗi thời gian, Thi sẽ đi ra bên đây dạo phố. Tết sắp đến rồi thì cho nên là Thi phải đi dạo phố mình á, để cho tất cả anh chị em có một cái không khí ở tại đất nước Việt Nam của mình á, coi Tết người ta sẽ vui như thế nào nha. Thì sau đây Thi sẽ đi vòng quanh cái tòa nhà Bitexco này á, thì nó rất là mát vì á, người ta có để nước nè mọi người. Nước, với lại người ta có để mấy cái đá này nè để cho mình ngồi á, cho nên rất là thích thú. Thì cái con đường này á, thật ra là bằng đêm nó đông như lắm nha mọi người. Thì nếu mà tất cả anh chị em nào mà ở thành phố thì sẽ biết ở cái nơi đây rồi. Còn Thi á, thì lâu lâu Thi mới rảnh thì mới đi ra đây. Và bữa nay mọi người thấy Thi mặc đồ dễ thương không? À, lâu lắm rồi Thi không có diện bộ đồ màu trắng, cho nên là bữa nay Thi là còn chinh trắng trong nguyên. cho nên Thi chơi từ dưới lên trên luôn, giống như con quạ vậy đó. Rồi kèm vô một cái nữa là vớ đen nha mọi người. Ôi băng đêm ở đây vui dữ lắm nha mọi người. Thật ra mà có người yêu á, mà dẫn người yêu đi vô đây sắm này nọ đó, rất là thích luôn. Và ở nơi đây bán đồ ăn cũng nhiều nữa. Nhưng mà từ sáng tới giờ Thi đi quay cho mọi người xem chứ Thi chưa ăn cái gì hết trơn á. Tí nữa hả Thi sẽ đi vô hả tìm món ăn nha. Thì chắc chắn là cái khu này là nhiều món ăn dữ lắm luôn á. Cho nên mình đi xem quần áo cái đã, rồi mình sẽ đi kiếm món ăn. Mọi người thấy cái tướng Thi đi đẹp không mọi người? Ôi ôi giống người mẫu ghê chưa. Nếu mọi người thấy tướng Thi đi đẹp thì mọi người sẽ bấm like cho Thi nha. Cho Thi một like một tim nha. Với lại còn 2 ngày nữa Thi nghỉ Tết rồi. Trời ơi trai đẹp kìa. Anh ơi sao đẹp trai vậy? Trời ơi, gặp trai đẹp cái giờ không muốn đi luôn á. Ôi ôi người mẫu đó trời, tướng đẹp đẹp á. Biết sao mà ở ngoài này mà người ta, ở đây là cái nơi cái khu mà trung tâm quận nhất. Thì bữa nay á Thi sẵn tiện là Thi quay cho mọi người xem nha, nó cao nè. Trời ơi nó cao. Đây nha, Thi quay cho mọi người coi nha. Trời ơi cao, cao vút chết. Thi ước gì là Thi là con chim, rồi Thi sẽ bay lên ở trên bầu trời. Thi sẽ bay lên cái đọt nhà, tòa nhà này nè, rồi Thi đứng ở trên đó Thi ngắm xuống dưới. Thi nhìn anh nào đẹp trai và Thi sẽ bay xuống gặp anh đẹp trai. Trời ơi đồ ăn quá trời luôn ở đây nè. Mọi người ơi, nãy giờ Thi đi vòng một vòng Thi cũng hơi mỏi giò rồi. Thì bây giờ hả Thi đói bụng quá, buổi sáng rồi. Thôi anh quay phim ơi, có tiệm bánh kìa, đi vô mua bánh ăn nè. Đói bụng quá à, đi vô chổng mua bánh ăn đi. Quá trời đông người luôn rồi. Hồi sáng giờ đói bụng thiệt á, nhưng mà giờ chưa ăn nữa. Ăn bánh đi đỡ đi rồi mình đi quay những cái chỗ khác. Mình đi ra những chỗ khác mình chơi. Đây. Chết quốc được mọi người. Ây da, có bánh bao nữa kìa. Bánh bao, bánh chưng, bánh tét. Trời ơi, mình đi dạo một vòng đi. Hello, chào mọi người. Trời ơi bánh ngon quá à. Cái này là nem chua hả anh? Bữa nay chắc đi mua cho nhân viên ăn luôn quá mấy cái này á. Ngon quá à, bánh chưng. Bánh chưng này là mình mua về là mình cắt ăn luôn hả anh? Em chưa biết bánh chưng luôn á. Bánh chưng là nó bột nếp hả? Đúng rồi em. Bánh tét, dạng bánh tét. Bánh tét như vậy nè. Rồi bữa nay bán lấy cho em thứ một cái đi. Cái này ha. Cái này em lấy luôn nha. Đây khỏi bỏ bọc ra em để vô đây. Đây đi, cái này một cái đi. Trời ơi 15 đứa nhân viên chuẩn bị Thi đem đồ ăn về ăn nha. Em đi vô trong em coi dạo một vòng xin. Quá trời luôn rồi, đồ ăn ngon ngon quá trời luôn. Bây giờ buổi sáng mình ăn cái gì cho đỡ đói một cái đi. Thi phải không ta? Dạ. Chào chị. Ôi có heo quay nữa. Mọi người mà ở thành phố là trung tâm thành phố là ở đây bán từ mấy giờ cho đến mấy giờ vậy cô? Bán suốt luôn. Bán suốt luôn. Bán suốt đêm suốt giờ luôn. Đúng rồi. Rồi không ngủ luôn hả? À, thay ca nhau để thức sáng đêm để bán. Vậy là mọi người đi chơi ở đâu mà đói bụng là ghé vô đây mua ăn. Trời ơi, thấy con dễ thương lắm hả? Đúng rồi, dễ thương á. Vậy bữa nay con đi vô mua bánh mì ăn. Quá trời vui luôn rồi, đông đúc quá, nhìn thấy ham quá à.
quá trời đồ ăn luôn. Mứt, kẹo, bánh dừa, đủ loại đủ thứ. Em sẽ đi vô đây, em sẽ xin ông chủ vô đây đăng ký bán hàng. Thấy mà ham quá. Thi thì bữa nay là Thi cũng rảnh rỗi thời gian, Thi mới đi mua bánh Thi ăn. Nhưng mà nhiều món ăn quá à, Thi không biết lựa món nào luôn á. Thật ra cái món nào Thi cũng muốn mua. Thì bây giờ Thi sẽ dạo một vòng. Mọi người nhìn thấy người không? Rất là đông đúc luôn. Nhìn thấy mà ham. Quá trời đồ ăn luôn rồi. Thi hồi nãy giờ Thi chọn được mấy món rồi đó nha. Cái này là Thi mua cho mẹ Thi. Và cái này á thì Thi mua cho nhân viên Thi. Cái này cũng vậy luôn. Đây nha mọi người. Thì ở phía bên ngoài á, thì mọi người nhìn xem những món ăn nè. Đồ Tết bán xuyên suốt giờ luôn. Mọi người thấy ham quá à. Đồ ăn thấy mà ngon. Hồi ôi, không có thiếu cái món gì luôn á mọi người nhìn nè. Alo chào cô. Ở đây bán quá trời nhiều loại đồ chua luôn. Quá trời các loại. Nhìn thấy ham quá trời luôn mọi người ơi. Bởi vì ai ở đâu mà có mua đồ ăn á, mà không cần đi đâu hết trơn. Chỉ cần đến nơi đây là cả trăm ngàn loại thứ đồ ăn, phải không? Giống như là phục vụ hết cho tất cả người Việt Nam ở nơi đây. Chỉ có một cái là trừ có một món là không có của Thi ở trong đây, là đó chính là gỏi đu đủ và bò viên và trà tắc thôi. Còn ngoài ra là có đầy đủ. Rồi, Thi quẩy cái vỏ này hả, đi chợ cũng hay lắm nha quý vị. Vậy được nhiều. Vỏ để gà mà phải đi chợ mua đồ ăn vậy đó. Bây giờ Thi sẽ đi qua mua bánh mì. Bây giờ làm cho em đi nha, rồi chút nữa xách vô đây. Rồi em thấy mấy cái dưa chua ngon quá à. Đó, dưa chua á. Thấy dưa chua ngon quá. Món dưa chua là món không thể thiếu ở trong cái những cái món ăn ngày Tết đúng không Thi? Dạ. Thì không biết là bên Thi bình thường là sẽ ăn món gì, những cái món mà dưa chua của kiệu nào sẽ để cho mùa Tết ta? Em đang hỏi nãy giờ nè mấy cô bán nè. Mấy cô bán nói món nào cũng thấy ngon hết trơn, nhưng mà đặc trưng nhất là ăn mà nhiều nhất á là dưa chuột. Em có mua một hũ dưa chuột. Trời, em thấy ngon quá trời luôn. Mấy cái này là tự mình làm luôn hả anh? Ở đây là nhà mình sản xuất hết luôn. Là công thức bí truyền đó. Đúng rồi. Thi là làm gỏi, bình thường là Thi biết là cái nước sốt với lại những cái nước pha mà gỏi với lại những cái món này là nó rất là đặc biệt đúng không? Đúng rồi anh. Mình phải rất là kỹ cái công đoạn đầu tiên để cho có thể để lâu được. Thành ra là đây là công thức riêng của gia đình đó. Em thấy lỗ tai heo cũng ngon đó, lấy cho em hũ ra lỗ tai heo đi. Cái nào rồi. Cũng thấy ngon hết. Bánh mì của mình đã xong rồi. Bánh mì xong rồi hả? Bây giờ em đi vô ăn bánh mì nha. Nãy giờ em lụm mấy món hàng của anh ở trong đây nè, em để ra ngoài. Anh để đây đi gói cho em luôn đi. Bây giờ á, anh Dũng nãy giờ làm cho Thi một cái ổ bánh mì rồi, siêu to, khổng lồ. Đặc trưng nhất tại quán Như Lan. Cho nên bây giờ đâu rồi anh, làm xong chưa? Rồi, xong rồi. Ôi ôi, thấy ngon quá à. Giờ đói bụng quá, thèm quá trời luôn rồi. Cảm ơn anh nha, nãy giờ anh làm cho em. Đúng rồi. Thông thường á là đây là một ổ bánh mì truyền thống của mình, cho tôi mượn một ổ bánh mì đi. Đó. Thì một ổ này là chỉ có 30k thôi. 30k. Nhưng mà đối với lại Ti Thi thì Dũng nghĩ sức ăn Ti Thi thì khỏe lắm. Cho nên thành ra là cái này là ổ bánh mì siêu to khổng lồ mà dành cho khách quốc tế. Tại ở đây của mình thì nước ngoài họ ghé nhiều lắm. Một ổ này thì thật sự là đối với người Việt Nam mình ăn một ổ là no rồi. Nhưng mà đối với người nước ngoài là họ phải ăn cỡ này. Và Dũng nghĩ là Ti Thi với sức ăn của Ti Thi thì phải một ổ cỡ này. Ổ bánh mì ăn siêu to khổng lồ, nếu mà bình thường ăn phải 3 người mới hết nha mọi người. Là đây là một ổ bánh mì này là 800g. 800g. Chỉ với giá là 100k thôi. 100k bình thường mình bán. Wow, cái ổ bánh mì mình á, wow, quá ngon luôn. Nếu mà bình thường mà Thi nghĩ nha, cái ổ bánh mì này là để cho Tây ăn á thì một ổ, nhưng mà Thi sẽ gắng cố gắng, Thi ăn từ sáng tới tối luôn mới hết ổ đấy. Để dư con buổi là hết. Ơi, chắc ngon lắm á nha mọi người nha. Bây giờ không biết, bây giờ thì phải thưởng thức thử trong cái món bánh mì của quán Như Lan ngày hôm nay. Thật ra từ ngữ Việt Nam á thì chưa hiểu hết. Ở trong cái món bánh mì á thì biết là có chả lụa. Và cái miếng mà thịt đó là thì không biết kêu bằng cái gì. Cái này kêu bằng cái gì chị? Cái đó là dăm bông á chị. Dăm bông. Cho nên mọi người thông cảm nha, từ ngữ Việt Nam thì chưa hiểu á, cho nên thì không biết. Cho nên chỉ biết ăn thôi, thịt heo với lại chả lụa. Giờ chị này nói dăm bông. Còn cái gì nữa chút nữa em sẽ hỏi thêm nha mọi người. Cái bánh mì á ngon quá trời luôn, là nó thơm, cái mùi mà giống như Thi đó thì đi Thái với đi Lào Thi ăn á, bạch tê gan với bơ á chét lên á trên cái ổ bánh mì, nhìn rất là ngon và nó thơm gì đâu á, rất là thích luôn. Và nó sẽ hợp với cái khẩu vị của Thi lúc đó mà Thi ở bên Thái Thi ăn á mọi người, cho nên Thi ăn thấy ngon quá. Mà ăn nó bụng nữa, buổi sáng ăn nó bụng, cho nên ăn phải hợp lý với thôi. Bây giờ anh đi ra ngoài nha anh ơi, ngon quá. Cái pate á với cái bơ á ngon quá trời luôn.
Ừ, pate bơ là do nhà mình là tự đặc chế luôn đó. Mình tự làm nấu luôn hả? Đúng rồi. Rất là ngon luôn á. Như Lan bán này là bao nhiêu năm rồi anh? Của mình bán là 68 năm rồi đó. 68 năm? Má Tư Dũng á, là bà đã làm là khởi nghiệp từ năm bà mới có 10 tuổi thôi. Và một món nữa đó là Dũng cũng nhớ hoài luôn, là một món gia truyền nữa của gia đình luôn, là má Tư bán từ hồi má Tư 10 tuổi. Đó chính là khoai mì nước dừa. Ở đâu? Là bên này nè. Là ở cái món này là những người Việt Kiều á là đều đến là đều mua quá trời luôn. Mà người Việt Nam cũng vậy luôn. Có thể nói là món cũng là món gia truyền trong gia đình á. Thì đó, đây là khoai mì nước dừa của Như Lan ha. Đây là món mà đặc biệt luôn. Món này là thầy kêu món gì ăn? Là khoai mì nước dừa. Khoai mì nấu với nước dừa. Đúng rồi. Mà đặc sản từ đó tới bây giờ luôn. Của bà dậu, như bà dậu Sài Gòn đó. Là bà chủ Như Lan đó. Là 60 mấy năm. Vâng. Bây giờ làm cho con một phần đi gì? Đây. Đây là anh tự vẽ luôn. Đúng rồi, là Dũng vẽ. Sao mà anh giỏi quá vậy? Hình anh cũng vẽ được nữa. Vẽ năm nay là năm cọp. Thì mình cũng mong á là bước qua năm mới rồi mọi người sẽ dũng mãnh như là cọp vậy đó. Sẽ khởi động tất cả mọi việc chúng ta là sẽ như là ngọa hổ toàn long, là năm rồi là chúng ta đã ngủ yên rồi. Năm nay là cọp thức dậy thì mọi thứ nó sẽ rất là wow, sẽ rất là hoành tráng. Mong là với cái tinh thần đó thì năm nay Sài Gòn nói riêng và Việt Nam mình nói chung tất cả sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Thi có nghĩ gì không? Và sau đây em cũng xin cảm ơn anh Dũng và bữa nay được rảnh rỗi thời gian để chích ra thời gian để nó trò chuyện chơi chung với em, và sẽ cho em ăn cái bánh mì quá trời ngon. Và Thi cũng xin chúc cho tất cả anh chị em Việt Nam, toàn cả đất nước và trong nước ngoài nước, thì mọi người hãy đến nơi đây, mở cửa vào sáng đêm tối ngày luôn, thì cho nên rất là đông đúc và nhiều món ăn hơn nữa, không phải là riêng cái bánh mì mà tất cả những món ăn là mọi người đói giờ nào cứ mọi người thèm là cứ vô là có tất cả những món ăn ở nơi đây. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều, mọi người cũng thông cảm giùm Thi nha, tại vì từ ngữ Việt Nam Thi không hiểu rõ cho nên Thi nói cũng hơi vấp ngã tí xíu, vấp vấp tí xíu. Thì mọi người cũng thông cảm giùm Thi nha. Chúc tất cả anh chị em năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, và chúc cho anh Dũng cũng vậy, luôn luôn đẹp trai như thường. Và luôn luôn mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn thì rất nhiều nha. Thích anh Dũng quá, chụp hình với anh Dũng tắm đi. Sau đây thì mua khoai mì đặc trưng nhất tại quán nhà Như Lan. Thì bây giờ thì sẽ đi qua bên đường thì ăn. Thì bây giờ thì đi qua nha mọi người. Đó, ngồi ngay đây nè, ngay bi tích cô luôn, đối diện hả quán Như Lan luôn. Ngồi đây ngồi ăn. Ôi ôi, khoai mì ngon quá à. Nhìn thấy thèm ghê á. Nghe nói đặc trưng đặc sản tại quán đây luôn á mọi người. Đây. Nghe nói hả bánh khoai mì này là bán 60 mấy năm rồi đó. 60 mấy năm. Ôi ơi, khủng luôn á trời. Thì bữa nay hả sẵn tiện mua về cho nhân viên khi ăn. Mọi người thấy Thi ngồi giữa đường ăn không?